Thạch Hạo và Hồng Hoàng đã phát hiện ra một cái trận pháp cổ. Tiến lại gần, cậu mới lấy đà thần thạch ra ngoài. Đến giờ làm việc rồi, vừa ngửi đã thấy mùi thơm, đà thần thạch lập tức sáng mắt vì gần đây có đồ tốt. Thạch Hạo đưa trung đồng cho nó để dò thám tình hình. Pháp trận trước mặt không đơn giản chút nào, nó là do Hư Thiên Thần Đằng bố trí. Hư Thiên Thần Đằng là một loại thần dược hồi sinh, có thể khiến người chết mọc lại xương thịt. Đồ quý giá như vậy, Thạch Hạo nhất định phải lấy được. Đổi lại thì mức độ nguy hiểm là rất lớn. Sợ rằng chưa lấy được bảo vật thì đã trở thành vật tế của nó, để nó ngày càng lớn mạnh. Thạch Hạo nghe vậy liền nhận ra rằng cảnh tượng lúc trước xuất hiện một cô gái thần bí. Một con rùa cùng mùi thuốc đều là do Hư Thiên Thần Đằng tạo ra nhằm dụ người khác đến đây, từ đó tiêu diệt bọn họ để lớn mạnh. Thạch Hạo hiểu ý đà thần thạch, hắn ta không muốn làm việc không công nên cậu đã yêu cầu đối phương nói ra điều kiện. Đà thần thạch liền nhân cơ hội này để đòi hỏi một khối hỗn nguyên thạch. Hỗn nguyên thạch chính là thần liệu từ tiên cổ, vậy mà tên này cũng dám mở miệng. Nhưng Thạch Hạo lại không từ chối, cậu trực tiếp ném hắn vào trận pháp rồi yêu cầu hắn cứ làm việc trước đi đã. Đà thần thạch chỉ cần đâm một cái đã phá vỡ kết giới xông vào trong. Ngay lập tức, pháp trận được khởi động, một luồng sức mạnh bạo phát lên trời tạo thành một cơn lốc sấm sét. Sấm sét đánh xuống bên dưới, đà thần thạch thừa cơ hội này la làng, khóc lóc thảm thiết. Thế này không còn đáng một viên hỗn nguyên thạch sao? Thạch Hạo biết thừa tên này đang cố giả vờ nên cũng thẳng thắn đáp trả lời rằng phải xem biểu hiện của hắn như thế nào đã. Thế là hắn ta cũng thi triển sức mạnh. Hắn sử dụng nhục thân là cục đá cứng rắn đầm nát cây cột, phá hủy trận pháp. Trong lúc nhóm người Thạch Hạo đang phá trận thì phía bên ngoài đã có kẻ âm thầm theo dõi. Hiển nhiên là bọn chúng đang muốn làm ngư ông đắc lợi. Sau khi phá hủy toàn bộ cây cột, trận pháp cũng bị phá. Hắn ta lại mượn dùng trung đồng để thăm dò, phát hiện ra vị trí của Hư Thiên Thần Đằng. Hóa ra gốc cây đó bị nhốt ở nơi này, cho nên đã bố trí trận pháp để hấp thu sức mạnh nhằm thoát ra ngoài. Đúng vào lúc này, tên thanh niên mai phục cũng bước ra yêu cầu đám người Thạch Hạo có thể cút đi được rồi. Nhưng mà cục đá đó phải ở lại cho hắn dùng. Đà thần thạch nghe vậy, liền tức tối mắng chửi ngược lại, sau đó lao đến tấn công nhưng không làm gì được kẻ này. Ngay sau đó lại có thêm một tên tóc đỏ nữa xuất hiện, bọn họ đều là sơ đại. Tên tóc đỏ là Lạc Đạo, có một thanh vũ khí sắc bén có thể phá bất cứ thứ gì. Ở cảnh giới tôn giả từng hạ sát thần hòa cảnh. Người còn lại là Lam Nhất Trần, sở hữu thủ đoạn quỷ dị, kinh khủng vô cùng. Hồng Hoàng lo lắng không thôi, nàng ta vội vàng gọi Thạch Hạo rời đi. Thạch Hạo lại không để đối phương vào mắt. Cậu bước lên khiêu khích, chỉ cần bọn họ từ bỏ Hư Thiên Thần Đằng thì cậu cũng sẽ đảm bảo thu bọn họ làm tùy tùng. Đảm bảo bọn họ sẽ bình an. Lời này vừa thốt ra liền khiến Hồng Hoàng mở to mắt kinh ngạc. Hành động này chính là đang tuyên chiến với bọn chúng. Đà thần thạch thì cười lớn vui sướng, hai tên kia cũng lập tức động thủ. Một người chủ động tấn công, người còn lại thì trợ trận. Lam Nhất Trần chủ động lao lên, Thạch Hạo phóng ra một luồng kinh lực đẩy lùi hắn ta, sau đó lại khiêu khích hắn cũng tạm được, đỡ hơn đám người mình thổi trước đó. Lời ngông cuồng này càng khiến Lam Nhất Trần điên tiết, hắn phóng ra rất nhiều mũi tên định găm vào người Thạch Hạo biến cậu thành con nhím. Thạch Hạo rút trường thương ngăn cản toàn bộ. Nhân lúc cậu đang không rảnh tay, hắn ta bất ngờ lao đến tấn công từ phía sau. Thạch Hạo thản nhiên cầm vũ khí đối phương lại, rồi quấn Lam Nhất Trần xuống đất. Chỉ cần dùng vài chiêu, Thạch Hạo đã ép cho tên kia ngộp thở. Cậu tiếp tục lên tiếng khiêu khích, hay là cả hai cùng lên cả đi. Lam Nhất Trần đã tức càng thêm tức. Hắn sử dụng vũ khí là hai mũi tên siêu to khổng lồ tấn công. Thạch Hạo tạo ra một lá chắn ngăn cản, dáng vẻ cực kỳ thong dong. Lúc này Lạc Đạo cũng bắt đầu động thủ. Vì lời lẽ ngông cuồng bàn nãy mà hắn sẽ cho cậu biết thế nào là hối hận. Hắn ta sử dụng ra bảo thuật kinh thiên kiếm. Đây chính là thanh kiếm có thể chém tất cả. Thạch Hạo cũng cảm thấy thanh kiếm này có phần quỷ dị. Hắn ta điều khiển thanh kiếm tấn công. Thạch Hạo tránh né rồi rút ra trường thương. Nhưng chưa kịp phản công thì Lam Nhất Trần đã dùng chiêu thức khống chế cầm chân cậu lại. Chỉ chờ có vậy, Lạc Đào lại tiếp tục thi triển tuyệt kỹ. Mái tóc hắn đột nhiên mọc dài ra dưới bao bọc Thạch Hạo lại. Hóa ra thanh kiếm của hắn chỉ là thứ đánh lừa. Chiêu thức tấn công bằng mái tóc mới là bảo thuật sơ đại chân chính. Dù bị giam cầm trong không gian của đối thủ, nhưng Thạch Hạo lại không lo lắng. Cậu sử dụng luân hồi bảo thuật phá hủy tuyệt kỹ đối thủ. Luân hồi là chiêu thức đưa thời gian đi qua mục tiêu, có thể khiến người đó trẻ ra hoặc già đi. Lạc Đạo bị cậu biến thành bộ dạng già nua, phải mất một lúc thì mới khôi phục lại được trạng thái bình thường. Biết đối thủ lần này khó chơi rồi, Lạc Đạo chọn cách bỏ rơi bạn bè để bỏ chạy giữ mạng. Trước tiên cứ chạy đã, sau đó nói sau. Thạch Hạo đâu cho phép bọn chúng rời đi.
Cậu đuổi theo lạc đạo đập cho hắn một trận no đòn. Vì đôi cánh tay này sử dụng có huyết mạch chu tước, gọi là có liên quan tới Hòa Linh Nhi, nên Thạch Hạo đã tha chết cho hắn. Lam Nhất Trần cố gắng phản công bằng vô số công kích, tiếc rằng uy lực lại quá yếu, Thạch Hạo trực tiếp gọi ra sấm sét giật cho gã ta tê tái. Rất nhanh hai cường giả sơ đại đã bị đánh bất tỉnh, vì bản thể của hai tên này đều không phải hung thú, không ăn được. Thế là Thạch Hạo phải cho bọn chúng một cơ hội lựa chọn, thần phục hoặc đi gặp Diêm Vương. Bọn chúng gắng gượng đứng dậy, họ không ngờ rằng mình lại bị đánh bại bởi một kẻ vô danh. Thạch Hạo cũng trực tiếp nói ra lai lịch cùng biệt danh của mình. Sau khi biết cậu chính là Hoàng, bọn chúng cũng không còn ý kiến nữa, bại trận dưới tay Hoàng cũng không oan uổng. Nhưng mà thần phục với người khác thì bọn họ thà chết chứ không khuất phục. Chí khí này khiến Thạch Hạo cũng thán phục, cậu nguyện ý kết bạn với bọn họ, cũng không trói buộc tự do của họ, chỉ cần lúc bọn họ giúp mình tìm một chút thánh dược. Sau khi rời khỏi tiên cổ, mọi chuyện sẽ chấm dứt, bọn họ sẽ được tự do. Ngoài ra Thạch Hạo cũng cưỡng chế gieo xuống người bọn họ một cái hạt giống để khống chế. Sau khi ra khỏi tiên cổ sẽ giải trừ hạt giống để trả lại tự do cho bọn họ. Phía bên ngoài, cường giả của hai bộ tộc cũng đã chứng kiến được việc Lam Nhất Trần và Lạc Đạo trở thành tùy tùng của Thạch Hạo. Điều này là một sự sỉ nhục đối với bọn họ, thế là bọn họ lập tức chỉ trích nhau. Thạch Hạo thu gốc thần thảo hư thiên thần đằng vào trong lò luyện đan. Có nó hỗ trợ, thực lực của cậu sẽ tăng tiến rất mạnh. Trước tiên phải tìm nơi bế quan, cho nên cậu đề nghị mọi người tách ra làm việc của riêng mình. Hồng Hoàng cũng cáo từ rời đi. Tập phim đến đây là khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!